David gửi đến mọi người các cái thông tin của tài khoản ghép và tài khoản đầu tư chung. Trong các cái tài khoản chuẩn của GFX thì các cái gói đưa ra là No Loss System với tài khoản chuẩn là 15k. Và trong trường hợp mà rất nhiều nhà đầu tư đưa ra là cái số vốn ít thì chúng ta có thể nâng cấp được các cái gói theo cái mô hình đầu tư ghép và đầu tư chung. Chúng ta sẽ đăng ký ở cái website chung.com.vn hoặc ghép.com.vn để chúng ta được tư vấn và đưa ra các giải pháp. Cái nguyên tắc của nó là dồn tất cả các cái tài khoản nhỏ vào và phân chia theo tỷ lệ GFX. Và khi cái số vốn nó như vậy thì chúng ta sẽ nạp rút dựa trên cái số vốn mà chúng ta ghép. Thì đấy là những cái giải pháp mà GFX có thể đưa ra. Ví dụ, một cái tài khoản chuẩn 15k thì có thể đưa ra để chúng ta giao dịch và đầu tư. Vậy thì 15k này sẽ được ghép, và thậm chí là nhiều tài khoản 15k sẽ được ghép một tài khoản lớn hơn. Và cái lợi nhuận, ví dụ cái lợi nhuận là nó sẽ được phân chia tùy theo ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày, hoặc 5 ngày, tùy theo. Ví dụ ở đây cái tài khoản nó rơi vào 60k, đúng không ạ? Sau khi điều chỉnh thì nó sẽ đạt được khoảng 20%. Vậy thì khi 20% này thì sẽ chia theo cái tỷ lệ vốn góp của các nhà đầu tư. Và thông qua đó thì GFX sẽ phân quỹ, sẽ chia theo quỹ và chia theo tỷ lệ. Và từ đó chúng ta sẽ thấy là nay sẽ đưa ra các giải pháp ghép quỹ. Quý khách hàng nhà đầu tư đúng không ạ, sẽ hiểu qua cái GFX và đặc biệt ở trong cái quy trình vận hành là sự phù hợp của nguồn vốn, đúng không ạ? Tất nhiên nhiều tài khoản sẽ không muốn ghép chung thì chúng ta có thể sử dụng copy trade. À, nếu trong trường hợp mà chúng ta có cái số vốn nhỏ hơn, đúng không ạ? Ví dụ 4 khách hàng 10.000 đô, chúng tôi có thể ghép cho tài khoản 50.000 và đang chờ một tài khoản 10.000, ví dụ như vậy. Thế thì GFX đưa ra các giải pháp đó, và tất nhiên chúng ta có thể nhìn được path view. Và cái path view này sẽ công khai cho các cái nhà đầu tư ghép, đúng không ạ? Và các tỷ lệ vốn góp này, tỷ lệ vốn góp. Sau đó là các tỷ lệ nạp rút tiền, rút tiền, đúng không ạ? Và sẽ phân vào cái quỹ đưa cho các nhà đầu tư và chia theo các tỷ lệ đó. Đây là cái cách để chúng ta vận hành cái GFX dựa trên các cái tài khoản web và tài khoản chung. Thì trên đây là một cái mô hình để chúng ta có thể tham khảo, chúng ta theo dõi các cái link video cũng như là các cái thông tin bài viết để vận hành một cái tài khoản ghép. Thì hy vọng rằng GFX đưa ra các giải pháp để đầu tư chung và ghép chung. Các tỷ lệ rủi ro cũng như là các tỷ lệ an toàn đều đưa ra các giải pháp để cho chúng ta cảm thấy an toàn nhất và đưa ra các giải pháp mà tốt nhất cho các hệ thống giao dịch. Xin được cảm ơn mọi người, và mọi người có thể Zalo 0987732228 để tìm hiểu về đầu tư chung và ghép chung tài khoản.